đưa những cái bóng này đến lại và đầy tay đến khi người ta đưa dao cho cái thắp này. Thank you.
rồi chú nào giận cũng để mà đánh vô cái này không nè, như thế là giận nè, chú phải đánh đánh lên người chỉ qua này. Thank you.
à? Thank you.